Lại Bùi với Tuấn Phương chào mọi người nha. Đập hộp, bữa nay đập hộp rất là nhiều. 5 cái điện thoại, 4 cái điện thoại Note với lại một cái điện thoại. Với lại một cái điện thoại modem bi. Đây, 4 cái điện thoại Note, một cái điện thoại modem bi. Thì đây là 42 cái dao cạo, giá là 7 bi. Anh em nào mà sim sim đập hộp nha. Đây đập hộp dao cạo trước này. Dao cạo thì nó thường quá rồi. 7 bi ở đây, bên này là 85 bi à. 85 bi, ở Việt Nam có mấy cái là nó bán 30 bi. Mua đặt riêng cái dao này 8 bi bên Trung Quốc về để khui hàng bên này các bạn, để đập hộp ra này. Cái dao này bên Trung Quốc 8 bi. Đặt riêng để về khui hàng thôi, đập hộp cho các bạn xem thôi. Ghê chưa? Tám nguyên quá ghê. 42 viết. 42. Rồi. Hút này nè, hút này cho mọi người xem. Cái này là anh em đã đặt cọc hết rồi các bạn nha. Các bạn bây giờ muốn mua thì lên Paysenmo của Việt Nam á, mua cái này là 30 bi thì tính ra giá vận chuyển về 30 bi với lại thêm tiền vận chuyển của Việt Nam khoảng 35 ngàn nữa là ok đó, chứ cũng không đắt đâu. Bởi vì người ta tận dụng cơ hội, người ta về người ta bán lại mà, thì đó là chuyện bình thường chứ cũng không có gì là bất thường cả, đó là quy luật của hàng hóa rồi. Còn riêng đặc biệt tại Bùi với Tuấn Phương á là đặt cái này 7 bi về chia đại cho đúng anh em 7 bi. Cái gì mà lợi nhuận làm thì nó ra làm, còn giúp thì nó ra giúp, cho nên là hoàn toàn cái này chia lại cho anh em 7 bi để anh em thấy được giá trị của bi thôi. Mục đích là chia lại cho anh em đúng giá để anh em thấy được giá trị của bi để mang cơ hội bi này cho nhiều người khác nữa, được chưa nào? Cho nên anh em nào mà nhận được cái dao cạo 7 bi này là phải thực hiện nhiệm vụ lan tỏa bi ra cộng đồng nha, chứ để phụ làm tài Bùi với Tuấn Phương là tài Bùi Tuấn Phương buồn nha, đúng chưa? Bởi vì đặt về giá thị trường bây giờ ít nhất cũng phải 30 bi cái này, mà tài Bùi với Tuấn Phương chia lại chỉ có 7 bi thôi, thì anh em đừng có phụ làm tài Bùi với Tuấn Phương nha, phải lan tỏa bi mạnh hơn nữa trong cộng đồng nha. Đây là 42 cái này, một thùng này 12 này, ba thùng là 36, với cái này cái lẻ là 42. Rồi ok, đẩy cái này qua bên đi. Cái này xong rồi. Dao cạo thì nó chỉ vậy thôi. Bây giờ tới cái món điện thoại các bạn. Một là trúng số. Hai là trúng thực. Đi trúng số rồi trúng thực em. Gào bét quá không dám mấy. Không dám cập mạnh. Ấy, ôi giời. Hên xui. Rồi. Mà hình như là trúng số rồi các bạn. Đây đóng em nghiêm chỉnh quá mà. Đây là lấy điện thoại này, hai điện thoại. Điện thoại này, điện thoại. Này cái này là bấm tay. Đây đúng điện thoại rồi. Này, hai điện thoại này. Đúng rồi, bốn cái bấm tay này, nó bấm tay nhá. Thì mình cái điện thoại. Đây có ba cái này là phụ ba cái này trước này. Ba cái này một mẫu này, phụ ba cái này trước này. Đây. Một là trúng số. Trúng số thì nhận của anh em là 10% để xung vào cái quỹ, kiểu như là quỹ đề phòng những cái lúc mà mình đặt hàng nó rủi ro. Hàng giao về không nguyên siêu. Ha. Phải thôi. Còn anh em vẫn có sự lựa chọn. Tại Bùi nói lại ha. Anh em vẫn có hai sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là tài Bùi với Tuấn Phương hỗ trợ anh em free 100% luôn đặt hàng những gói hàng này, nhưng bên cạnh đó rủi ro là anh em tự chịu 100%, có nghĩa là nó giao về điện thoại xịn anh em nhận điện thoại xịn, nó giao về điện thoại dốt anh em nhận điện thoại dốt, đó là tùy vào uy tín của cửa hàng thôi, được chưa? Còn tài Bùi với Tuấn Phương có cái combo thứ hai cho anh em này, nếu anh em muốn an toàn nhận hàng full box nguyên siêu thì tốn thêm 10% của sản phẩm đó. Ví dụ như sản phẩm đó 300 bi thì anh em sẽ trả tổng cộng là 330 bi ha. Thì thêm 30 bi đó là cái chi phí mà các bạn sẽ nhận hàng nguyên siêu full box. Còn lại cái phương án option 1 á là các bạn vẫn được hỗ trợ free.
với điều kiện rủi ro các bạn tự chịu. Đây là công khai và minh bạch, không có vấn đề chuyện ở đây là lùa gà hay là lừa gạt gì ai cả nha. Các bạn phải hiểu rõ vấn đề, bởi vì không nên dừng lại loại Tài Bùi với Tuấn Phương lại chấp nhận mất. Ví dụ như điện thoại này là 300 bi đi, không lẽ là Tài Bùi với Tuấn Phương chấp nhận? Ví dụ như nó về hàng vốn, Tài Bùi với Tuấn Phương mất 300 bi này, còn về hàng xịn thì lại chia lại cho các bạn đúng giá. Thế thì người ta nói là ở đời gọi là khôn quá nha. Thì cái này Tài Bùi Tuấn Phương cũng không phải là bỏ túi đâu, để đưa vào một cái quỹ để đề phòng những cái lúc mà đặt hàng về. Thứ nhất là đặt hàng nó không về, cái thứ hai là hàng nó về nhưng mà hàng không đúng. Đôi khi đặt cái điện thoại nó đèn ốp lưng thôi, hay là đặt điện thoại mà nó về cái điện thoại không đúng như vậy, điện thoại cũ như vậy. Đây là các bạn, mình với Tuấn Phương nói rõ quan điểm ngay từ đầu các bạn hen, là các bạn được lựa chọn một trong hai, chứ không phải là lùa gà hay là lừa đảo gì ai cả. Công khai và minh bạch tất cả mọi thứ, ok ha. Và bây giờ xem thử trúng số hay là sao đây? Nguyên siêu thôi, nguyên siêu thì tốt, nguyên hộp tốt. Còn hay là tốt không? Còn không thì đi bụi thôi. Bạn. Trúng rồi các bạn. Bạn. Trúng rồi. Nè, tặng một cái sim Trung Quốc luôn. Trúng nha. Note 11 5G. Trúng rồi. Đúng rồi, được một cái điện thoại này là góp vào quỹ 50 bi. Các bạn hay, trúng rồi. Rồi im, cầm 5G đấy. 5G. Trúng rồi. Vô. Rồi, cho anh thu cái thứ hai. Đấy ha, còn nguyên luôn. Khu này cầm cái tầm thiết cái đi cầm thấy không? Đó 11 tặng cái sim. Tặng sim luôn nghe, để gửi sim về cho em luôn. Phương nó không biết thiết đâu. Thích vào. Thích 5G nè. Để cái này coi được bao nhiêu tệ này. Cái này 1299 tệ. Điện thoại này bên Trung Quốc nó bán là 1299 tệ. Đây nha, nhân 1 tệ là 3. Note 11 order trên bay trên mô 499 bi, tương đương 1500 bi. Anh em nào muốn tự chịu rủi ro thì vẫn đặt với cái này là 499.01 bi. Còn anh em nào muốn nhận hàng full box nguyên tay nguyên kiện như thế này là chịu thêm 10% chi phí trên lệch để đề phòng rủi ro thôi. Nói lại nha, và đây là hàng nguyên siêu nguyên hộp. Tài Bùi Tuấn Phương trúng 3 cái rồi, hít một cái. Rớt à. Đúng rồi. Ba cái sim. Này sim này. Vô rồi Phương ơi. Vô rồi. Lên sơn, đập ổn. Ba cái nốt 11 5G. Sạc nhanh 33W. Cái này là Ibro này. Cái này tiết lộ sao nhé. Cái này tiết lộ sao? Cái này full box tiết lộ sao các bạn? Cái này là cái đặc biệt. Tiết lộ sao nhé. Cái này là bí mật viên chủ nhật. Cái này gói kỹ nè. Rồi. Cái này nó gói thực chất nó gói cũng như là chúng ta thấu tống hộp, nhưng mà cái này nó đóng gói thì nó kỹ, tốn công hơn. Thì anh em nhờ Tài Bùi đặt 4 con. 4 con này là anh em đều theo cái gói là bảo hiểm, có nghĩa là hàng full box nguyên siêu. Rồi. Và xin chúc mừng Tài Bùi với Tuấn Phương đã trúng 4 con, mà con này là không có tặng sim. Tài Bùi với Tuấn Phương là trúng 4 con được quỹ 200 bi để mà đề phòng rủi ro, là trúng 4 con. Rồi xong. Rồi. Có khỏe. Rồi, đây là gì? Anh em thấy này. Qua bên này. Đó, điện thoại. Đây nha. Đây. Đây. 4 chiếc nhưng mà của 2 số. 4 chiếc mà của 2 số. Và cái này là bí mật. Cái này là một full box bí mật các bạn ha. Cái này Tài Bùi sẽ giới thiệu sau. Bí mật à. Rồi. Mọi người vào cái group của Tuấn Phương với Tài Bùi á,
Thứ nhất là nói rõ quan điểm nè. Thứ nhất là hỗ trợ anh em miễn phí nha. Cái thứ hai nữa là những sản phẩm nào mà từ 200 bi đi xuống, anh em sẽ được hỗ trợ miễn phí, chứ không có cái chuyện mà bởi vì 200 bi nó ít quá thì nó không có vấn đề là phải đề phòng rủi ro rồi quý rủi ro gì cả. Những cái điện thoại nào mà từ 300 bi trở lên thì anh em có hai option để lựa chọn. Nói lại ha, option thứ nhất anh em tự chịu rủi ro 100% cho nó thì anh em sẽ được hỗ trợ miễn phí và không có đụng chạm gì nó cả, anh em tự trả phần tiền ship của anh em thôi và cái sản phẩm đó anh em tự chịu trách nhiệm 100% về vấn đề rủi ro. Còn cái option thứ hai là anh em sẽ chịu 10% chi phí rủi ro với điều kiện là anh em chịu 10% này anh em sẽ nhận hàng full seal, có nghĩa là full box và nguyên seal. Còn nếu mà rủi ro thì tài vụ sẽ chịu gánh chịu những cái vấn đề mà rủi ro đó. Ví dụ như cái điện thoại này, nôm na ví dụ như điện thoại này nó giao không nguyên seal thì tài bùi sẽ không giao cho anh em. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó giao không đúng hàng, ví dụ như đặt là Note 11 đi mà nó giao cái Note 5 ví dụ vậy đi, cái Note 5 của thằng Redmi đi thì đương nhiên cái này là tài bùi phải chịu. Cho nên là anh em phải hiểu rõ bằng vấn đề là chúng ta có hai option để được quyền lựa chọn, không ai ít cả. Cho nên là anh em vào nhóm là trên tinh thần tự nguyện, với vào nhóm là trên tinh thần học hỏi và cùng nhau trao đổi, và cuối cùng vẫn khuyến khích anh em sử dụng bi nhưng mà sử dụng bi ít, hoặc là anh em có nhiều bi được sử dụng nhưng với điều kiện là anh em phải biết cách kiếm lại bi. Thứ nhất, ví dụ như anh em sử dụng cái điện thoại này hết 550 bi đi thì thứ nhất anh em có thể chạy nó để bù lại. Cái thứ hai anh em có thể là sử dụng nhiều tài khoản, ví dụ gia đình mình nhiều thành viên thì mình có nhiều tài khoản bi, đúng chưa? Và cái thứ ba quan trọng nữa là anh em phải biết sử dụng ứng dụng để nhận phần thưởng bi, mà phần thưởng đó nếu mà 5 người trong vòng tròn bảo mật đã vượt qua KIC thì cái lần ánh xạ bi tiếp theo hoặc là lần ánh xạ bi đầu tiên mà các bạn sau KIC thì số bi này, số bi phần thưởng này nó sẽ về tùy theo cơ chế khóa của mọi người, mà nó về nó khóa hay nó không khóa nha. Cho nên nói ở đây là anh em đã hiểu được rằng là anh em chi tiêu đồng bi này hiện tại bây giờ anh em vẫn có thể kiếm được lại nó, cho nên anh em cứ mạnh dạn chi tiêu nhưng đừng có chi tiêu mạnh tay quá. Chi tiêu 500 thì mình phải tìm cách mình lấy lại 500. Chi tiêu 1.000 mình phải tìm cách mình lấy lại 1.000, được chưa? Và nếu mà anh em khai thác mà cái tỷ lệ, trong tỷ lệ khai thác mà phần booster á nó tầm khoảng 700% trở lên thì anh em sử dụng ứng dụng thôi, một tháng anh em có khoảng 50-60 bi nếu mà anh em siêng năng sử dụng ứng dụng. Cho nên là thực chất chúng ta kiếm bi rất dễ, cơ bản các bạn có chịu khó học hỏi, chịu khó kiếm bi hay không thôi. Với tài bùi mỗi một ngày sử dụng ứng dụng ấy là một ngày kiếm khoảng 2-3 bi rất bình thường. Cho nên chúng ta ở đây nói đây là khi chúng ta tiêu nó, chúng ta phải làm ra nó chúng ta mới tiêu, còn không làm ra nó hãy suy nghĩ và hạn chế chi tiêu. Ok ha. Vừa mới đi Đà Nẵng về là về ghé rú Phú Phương qua đặt họp cho anh em solo cô quá xôn. anh cho đây cái này sẽ lên full sẽ cái khui sau nha, có video sau đặc biệt, cái đó là đặc biệt rồi. Tại buổi Tuấn Phương chào anh em trên cả nước nha. Rồi, chúc anh em sức khỏe, một cái Tết đầm ấm. Và chúng ta đặt hàng ở bên Trung Quốc ngày trễ nhất là ngày 5 đến ngày 6 là chúng ta đặt hàng ngày cuối cùng rồi. Sau ngày đó chúng ta không được đặt hàng nữa, bởi vì đặt hàng sau ngày đó thì có thể là kho bạn bên Trung Quốc nó không nhận được nữa nha. Ngày 5 đến ngày 6 tháng 1 là ngày cuối cùng chúng ta đặt hàng trên Bitcoin Mall, Bitcoin Mall 314.000 đô. Ha, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Bye bye.